bà hello, không biết ánh sáng nó có ok không, nhưng mà gì ta, má tắm mưa tự tin, từ dưới đất trọng mà tắm lên trên này, tay nó nhăn nhèo hết rồi. Con chào. Ủa, đồ ăn ta đâu rồi? Đấy, thì đấy. Đâu đây? Mình tí chuối cho nó gọi là có hoa quả. Chưa chết đâu. Chưa chết thì ăn đi, má chết có ăn được đéo đâu. Có rồi, mi ăn không? Ừ. Anh vừa vô nó ăn liền hết. Má đừng có bỏ chuối mà cũng ăn nha mấy con quỷ. Nè, bỏ chuối. Má. Bây giờ gọi đi nhâm chặt ăn. Chó ở đây là chúng nó má ăn toàn là thứ dữ không ha. À, con nhỏ nhất rồi thằng anh đi cho quen con đây, mình sẽ làm gì với nó. Cái tên là mình cứ dục nó lên đây cái lạ, xong rồi mình sắp nó sau. Trước hết là mình phải bỏ thịt vô đây cái đã. Hello, hello. Và bây giờ mình sẽ cắt cái cục thịt này ra, má vừa mới bỏ lên bếp nướng cái đồ với mấy con chó nó liều mình, nó xông vào và nó kéo xuống dưới. Mình phải giật lại con chó. Má mưa gì đâu mà nó mưa một cái, nó mưa từ dưới khúc mà khúc nào ta. Hết Di Linh. Trời, nó mưa cứ nó mưa tâm tả luôn. Nè, lên tới đây nó đem nó nhẹp hết. Ủa, mấy con chó mày mới sinh qua ấy thôi. Chú con á. Nó xỉn đầu vậy. À, bữa tao ra kia gà tao thấy con chó đốm đùng. Xong rồi tao hỏi cái ông bán nước ở đó. Cái ổng kêu là được, nó con chó này nó chó hoang, cái xong rồi ổng nó cứ lòng vòng quán ổng nuôi luôn chứ đâu. Má bị chó đốm khôn ghê mày, đi đái chạy xuống dưới biển đồ má nhúng bít xuống dưới nước đái má vãi cứt rồi. Má còn con dao nào khác không? Con này cưa mệt quá, con nhớ còn một con nữa mà, con là cảnh sát rồi đó. Hả? Con kia nó tạt hơn con nội. Gì? Nó tạt hơn con nội. Quần thì nó đang ướt và nó nói chung cũng rất là mát. Rồi bữa nãy đi vô mua cục thịt mà á, cái bà bán thịt bà nhìn mình giống như trên ở đâu mới tới, ở đâu mới xuống trên trời mới xuống rơi xuống như vậy để má tay chân đứng thì rung lọ mọ vô bóc cái này bóc cái kia đi mua đồ giống như trong siêu thị vậy. Má, con dao này phải kiếm cục mài, có đá mài không? Nói chung cũng bình thường, nói chuyện được giờ chắc tỉnh rồi. Cái gì thế thôi, mình phải tự biết thương mình thương mình, chứ ai thương cho mình, ai thương cho mình đâu. Nè, tụi mày á, tao chiên tụi mày hết á. Xem con nữa không biết. Chắc là còn này. Bữa vậy tao up mấy cái clip lên á, tụi nó cứ hỏi chỗ này ở đâu rồi đến được không. Nói khu má nhà bạn tao chứ đâu phải chỗ cho thôi đâu mà mình đến được không. Trong cơn mưa nhớ em ngày đó đam mê, người đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vàng, nghe tí tách ly cà phê đắng, dù hồn lênh đênh miền dĩ vãng, xa em giọt đắng anh bỗng thành quen. Hơi lạc tông.